Em rất là tin rằng là các mạnh thường quân với anh Đạt thì giúp bà em được một ít đất đứng tên cho bà em, cho sau này là bà em là sống nó thoải mái hơn, sống nó thoải mái, không phải là đi ở nhờ ở các con các cháu. Thì chúng chính ra cái miếng đất của bà là bà sống ở trên miếng đất này, ở đây bà phải ở đây, bà không muốn đi đâu xa. Nhiều người đón, nhiều các mạnh thường quân đón bà về nuôi, nhưng bà bảo không, bây giờ ta sống ở đây, ta phải ở đây, ta không đi đâu. Đấy, mong là các mạnh thường quân Em thần tượng là thương bà giúp đến nỗi bà mới bà trong những hoàn cảnh này, không, Tết sắp đến rồi, nó nhìn cái cảnh này nó khổ lắm. Các vâng ạ. gia đình đoàn tụ Nhà thì mẹ phải ở những cái túp lều này nó khổ lắm ấy, chứ không phải đâu. Con cái không đón về, nhưng bà không nhất trí. Bà về bà bảo là đất cỏ của tao từ ngày xưa ta làm, bây giờ ta lại phải đi ở với chúng mày, với nhà dâu gia, nó không ở đây lại không có phong tục thế. vâng ạ. Đấy, ở trong Nam thì nó phong tục thế, nhưng ở ngoài Bắc lại không phong tục đi ở với con gái. Đấy, ở thì sau này lại mang tiếng. Làm sao là thôi thì tất cả cộng đồng mạng rồi toàn xã hội chung tay giúp đỡ cho mẹ mẹ chị là được cái Tết cho nó yên lành, cho nó đỡ khổ. Đây là bà mẹ chị là con năm nay là 73 tuổi rồi, không phải là còn ít mà để đúng là nhà cao cửa rộng kia ấm áp nên mẹ chị đúng thật đấy, con chỉ có cái túp lều thôi nên là còn chị cũng thấy nó xót xa lắm, thấy khổ thân lắm chứ không phải không, nên là muốn làm sao để đòi lại được cái công bằng cho mẹ chị, gọi là lấy một tí thôi cho mẹ chị nó đỡ vất vả, nó đỡ khổ, bọn chị nó cũng đỡ khổ, đỡ yên tâm hơn là như vậy. 100 tuổi rồi đi này bà, này bà có cũng có chỗ cần làm ở tại đất của bà đấy, nên lại còn hương họa cho ông này ngày sau nữa, nên là nó cũng, bà ước nguyện là bà như vậy. Nếu như là không ấy thì nhiều cũng có nhiều người bảo là không, lại đây bà cho một tí làm nhà cũng được, nhưng mà bà lại không thích thế, bà bảo là mồ hôi công sức của bà mà bây giờ lại bà lại phải đi ở những chỗ đây đấy, nhưng mà nguyện vọng của bà này cốt là một ít thôi, Vâng. là làm căn nhà nho nhỏ cho bà để bà sinh sống tuổi già đến trăm trăm tuổi đi, thì là bà cũng được làm ma tại đất của bà, tại chụp cái chỗ mảnh đất của bà, mồ hôi công sức của bà làm nên. Đấy là bà cứ nghĩ như vậy thôi. Sau vụ Đạt đến rồi ngỏ ý mua lại mảnh đất cho bà cụ ở nhờ nhưng bà không chịu, thì mới đây, hai cô con gái bà cụ bất ngờ lên video xin cộng đồng mạng góp tiền mua cho mảnh đất và đứng tên bà cụ chứ không phải tên người khác, khiến cộng đồng mạng nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt. Hai cô con gái cho biết, bà cụ không muốn theo về ở cùng, mà chỉ muốn tự có một mảnh đất riêng đứng tên của bà để sau này không cần phải nhờ vả trông cậy vào người khác. Hai cô con gái cũng cho biết, nếu có miếng đất riêng thì bà cụ sẽ sống thoải mái hơn so với cái lều đang dựng tạm bây giờ. Và cô cũng ẩn ý rằng Tết đang sắp đến gần nên mong muốn sẽ có được một mảnh đất riêng trước Tết để ở. Dù nhiều người ngỏ ý đưa bà về nuôi hay mua đất cho bà ở nhà thì bà cũng không muốn, bởi vì bà chỉ muốn mua được một mảnh đất của riêng mình mà thôi. Bạn thấy sao về điều này?